nó mang một cái tính cách mình mang ra diễu hớ hênh. Yeah. Nhưng mà khi ông Thiệu ông từ chức đó thì ông ấy gần như khóc. Đúng rồi. Dự cái cuộc ấy là dân. Và ông ấy hình như có nhắc lại một cái câu của tổng thống của cái anh tổng thống Campuchia đó. Dạ vâng. À, nói rằng thì là chẳng thà làm kẻ thù với Mỹ còn hơn là làm bạn với người Mỹ. Lông nôn đó. Vâng. À, thành ra đấy là cái chuyện ông Thiệu. Thế thì còn một cái nữa là ông vâng thì đấy thì tòa đại sứ Mỹ thì nó như vậy, cái biệt động thành thì nó như vậy, cái không cuộc chiến nó không có tuyên chiến, nó ông Colby chết vân vân, đấy thì tất cả những cái đó nó lằng nhằng. Còn cái cuộc chiến của Việt Nam đó thì mình mới sở dĩ đánh nhau đó thì là bịa ra cái vụ tàu Max Rock để mà mang quân ra ngoài kia, mang quân ra đánh ném bom rồi đó. Anh Trần Hoàng Thảo nói rằng tổng chiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một cột mốc lịch sử đấu tranh chống đế quốc Mỹ và để chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân đại thắng 1975 thống nhất đất nước. Vâng, thật sự rằng thì chúng tôi cũng đã từng nói như vậy rồi, đó là cuộc đánh mở đầu, mở màn thôi. Tuy nhiên rằng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, cuộc tổng tiến công vào nổi dậy Mậu Thân trong văn bản là tổng công kích, tổng khởi nghĩa để đi đến quyết định. Đó là cả một cái quá trình. Từ năm 1965-66, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp bàn nhiều lần, trên cơ sở đó quyết định đưa ra là chúng ta không thể mở chiến dịch kiểu Xuân Thu Nhị Kỳ mà cần có cú hích để tạo một đột biến nhằm giải quyết chiến tranh. Phải tạo chấn động trên chiến trường lẫn thế giới trong nội bộ đối phương, phải đạt được thắng lợi về quân sự và chính trị, ông Long nói. Đến cuối năm 1967, Đảng thông qua kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu xây dựng, khi ấy gọi là Tổng Công kích và Tổng Khởi nghĩa. Đây cũng là một quyết định táo bạo, lần đầu tiên trong lịch sử quân sự. Cùng một lúc chúng ta tổ chức tổng tiến công và nổi dậy vào 4 đến 6 thành phố, 37 thị xã miền Nam. Lúc đầu họ tính là 6 thành phố nhưng mà họ chỉ đủ khả năng đánh 4 thành phố, tức là tổng tấn công vào 41 đô thị cùng một lúc. Điều mà trước đây chưa từng xảy ra, kế hoạch cũng nói lên cái phát động của tổng công kích và tổng khởi nghĩa, nghĩa là đặt vấn đề lật đổ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng, ngoài ra có vấn đề làm tiêu hao sinh lực, đối phương buộc quân Mỹ phải chấp nhận thất bại để rút quân, khi bên cạnh ấy phải thành lập chính quyền cách mạng. Ông Long phân tích thì Bắc Cường lúc nãy nói ông Kobe ông bị thanh toán. Thì chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất là đúng. Cũng giống như là đó, có lẽ là cái chuyện mà ông đại sứ Mỹ ở Libya đó, họ để cho ông chết là bởi vì ông ấy biết sự thật ở đó nhiều lắm. Nếu ông sống thì ông về ông sẽ khai hết ra. Thành ra Mỹ sẵn sàng mà. Đó, bởi vì tôi nói rằng ông Johnson đó, hoặc ông Nixon đó, là rất là may mắn, ông chỉ lãnh được một cái pink slip. Thưa quý khán giả, pink slip là cái giấy mà gọi là cho nghỉ việc ở bên Mỹ. Ai đang đi làm việc và tự nhiên nó gọi và nó đưa, nó bảo ký và xong nó đưa tờ giấy màu hồng đó, thì gọi là được nghỉ việc. Chỉ có ông Tổng thống Kennedy đó, ông không được lãnh giấy nghỉ việc, mà nó cho ông đi nghỉ vĩnh viễn luôn. Bằng cuộc ám sát mà cho tới bây giờ này, họ vẫn không tiết lộ, vẫn không rõ ràng là ông tiết lộ. Và những người mà gọi là thằng Oswald nó bây giờ nó cũng chết rồi. Thành ra coi như là cái lịch sử nó là một cái sự chìm xuồng. Nhưng mà chắc chắn cái vụ Tết Mậu Thân, Bắc Cường nói, ông Kobe ông biết quá nhiều. Và người biết quá nhiều thì hay bị thanh toán. Thì giống như là vụ Việt Tân đó thôi. Các bác còn cái gì để tiếp tục, nếu không tiếp tục chúng tôi xin được đọc cái bài thơ này của Bác Hồ để mà chấm dứt cái phần nói chuyện về Tết Mậu Thân và để một lời chia buồn cho tất cả các chiến binh cả hai bên miền Bắc, miền Nam và cả dân chúng đã chết trong cái vụ Tết Mậu Thân. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Hồ Chí Minh thơ mừng xuân năm 1968. Đây là một lời khích động
nhiều hơn là để mà cho anh em là mang cái chiến thắng. Nếu mà chúng ta chiến thắng năm 68 thì có lẽ là chúng ta không có thêm những người chết. Thí dụ như là quý vị thấy rằng 3.000 người Mậu Thân á, nhưng mà so sánh với trận Bình Long với An Lộc chẳng thấm thía gì hết. Rồi so sánh với cái trận mà những người anh em mà chúng ta chết ở cái trận đánh Hà Giang năm 79, trận ở biên giới Việt Trung. Đó là những cái mà người ta nói tại sao cuốn lịch sử Việt Nam đó, lần đầu tiên đưa cuộc chiến Việt Trung vào trong cuốn lịch sử Việt Nam. Và bây giờ nó có một cái thế lực mà người ta nghĩ rằng cái Trung Quốc, điệp viên Trung Quốc tung tiền ra, nó mua chuộc những cái người đó để mà đòi thu hồi cái cuốn lịch sử Việt Nam vậy. Anh Hùng nói rằng thì là đưa cái cuộc tàu chiến tranh Việt Trung đó, lần đầu tiên đưa vào 1979, dạ, vâng. Nhưng mà nó dưới danh nghĩa rằng đây là một cuộc xâm lăng, dạ. Cuộc không phải là cuộc mà cho một bài học của họ, yeah. Kết tội đấy, cái tội lớn đó gọi là đây là xâm lăng, xâm lăng của người tàu đấy. Lúc đó mình cộng đồng mình gọi là cái là Trung Quốc dạy cho Việt Nam được bài học đấy, nhưng mà đó là cũng thế, là những cái luận điệu là tao ra tao trừng phạt mày nhé, bài học thế rồi cảnh cáo mày xong rút lui. Thật sự rằng á, quân đội Trung Quốc từ xưa nay, từ hồi đó 13 lần tấn công vào Việt Nam đều thua hết, nếu mà nếu kể thêm cái chuyện Việt Trung nữa là 14 lần. Chưa bao giờ quân đội Trung Quốc cái lịch sử đó, chứng minh họ có tinh thần. Và bây giờ đó họ đang đối đầu với Ấn Độ. Đấy. Quân đội Ấn Độ họ nói rằng họ chỉ đánh cái là Trung Quốc trong vòng một ngày thôi. 48 tiếng đồng hồ là tất cả những cái lính mà của Trung Quốc ở dọc biên giới là tan tành hết. Họ dám tuyên bố như vậy mà trong khi tập cận bình đâu có dám trả lời gì đâu. Thì hai bên cứ gầm ghè với nhau. Quân đội Trung Quốc lịch sử chứng minh rằng họ không biết đánh nhau, họ đông thật. Mà trong cái cuộc chiến trong tương lai nó không phải là cuộc chiến mà gọi là bằng người nữa, bằng bấm nút. Thưa anh, cái chuyện mà căn cứ vào cái ông Ấn Độ mới là gì đó thì là hai bên họ có hiềm khích với nhau, dạ. Mình cũng không, dạ. Không kể làm gì, dạ, vâng. Nhưng mà cái cuộc chiến năm 79 đó là rõ và vì rằng Trung Quốc có bị một bài học, và bạn bị một bài học, cho một bài học nhưng mà đau tay quá đó, về mới nói rằng thì là vì mình không chiến đấu từ bao nhiêu năm nay, mình không đánh nhau, do đó mà quân Cộng sản Việt Nam đó họ thiện chiến là vì họ mới có đánh nhau ở kể cả bên Campuchia đó. Cho nên đó họ mới nghĩa là gọi là củng cố lại quân đội, tổ chức lại quân đội để cho nó mang một cái tính cách nghĩa là hiểu hơn. Cái mà không phải công nhận rằng cái quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản lúc đó, tại vì năm 1967 đó là cái thời kỳ mà gọi là quân đội Mỹ vào Việt Nam rất là cao điểm. Đó là cao điểm lắm, thành ra lúc mà chúng tôi năm 68 đó, thì khi mà chúng tôi ra trường á, là cái lúc đó đó bà cụ tôi khóc sướt mướt khi nghe tin tôi đi vào binh chủng Biên phòng quân. Bà bảo mày không chọn đường gì hết, mày cứ chọn đi vào Biên phòng quân. Mà thế mà ở nhà mình không có tiền, mày mà có tiền đâu mà ngoại chạy đi. Con chỉ cần 80 ngàn là con được về. 80 ngàn đồng tiền Việt Nam lúc đó, là con có thể về được làm truyền tin như những cái thằng mà trốn quân địch. Thế nhưng mà thật sự rằng lúc đó cái bây giờ con chỉ đi, một là rửa chân lên bàn thờ, hai là lên lon, thế thôi. Chứ bây giờ coi như đời sống dân sự của mình là mất rồi. Thì bây giờ vào trong cái kia tìm nghiệp súng ống đó. Nhưng mà rất là may mắn 30 tháng 11 tôi bị thương. Viên đạn đã đi từ đây qua đây. Địch năm 67 á, khoảng chừng 5.000 tấn vũ khí của Mỹ, 5.000 tấn nằm ở trên tàu ở bên Địa Trung Hải, sẵn sàng lên đường, tức là đi qua bên cái vòng cái Ấn Độ chạy qua vào Việt Nam để tiếp tế cho Việt Nam trong trường hợp. Nhưng mà cái vụ Tết Mậu Thân đó là một cái đèn vàng đã làm cho người Mỹ suy nghĩ lại cái khả năng của Việt Cộng nó tới đâu đấy.
Và chính và bác nói đúng, ông Kobe ông bị thanh toán sau đó, đó thì hình như là ông chết năm 78 vậy đó. Thì lúc đó đó rất nhiều cái dư luận cũng đã nghĩ rằng đó, tại sao ông Kobe người ta đã yêu cầu ông viết một nhật ký, hồi ký, rồi ông họp báo nào mà ông không chịu nói. Đúng cái tinh thần của một người gọi là làm nghề tình báo là sống thì để bụng, mà chết thì mang theo. Cho ta cho mày chết mày mang theo hết đi. Khỏi chết lọ.